Nhà hàng bánh đa và bún Củ Kỳ tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là một món ăn rất đặc sản, rất tuyệt vời của thành phố Móng Cái. Củ Kỳ chính là con cua đá và có rất nhiều ở vùng biển Quảng Ninh vì loại cua đá này sống ở trên các núi đá. Thịt rất thơm, ngon. Đến đây bạn sẽ được thưởng thức bún hoặc bánh đa đỏ, bánh đa trắng ăn với Củ Kỳ và chả cá nước dùng được ninh xương rất lâu và nước sánh thơm ngon ăn kèm với quẩy. Có rất nhiều nhà hàng bún bánh đa Củ Kỳ ở thành phố Móng Cái, nhưng có quán bún Củ Kỳ, bún cua biển km 15 tại phố Lý Tự Trọng và phố Trần Quốc Toản là những quán nổi tiếng có từ lâu đời và dân địa phương ở đây đến thưởng thức cũng rất đông.